Em khu gần mình nha. Lấy súng bảo vệ Vinh nha, Vinh chưa lắp nhà xong. Nam với Nam, nhà mày 2 tháng nha Nam. Qua cứu ông Nam bây giờ, qua cứu ông Nam. Chỗ Nam 2 thằng, chỗ Nam 2 thằng. Ba cái nhà kho này vào đây nghèo dữ ta. Ủa tao có vô lộn nhà chứ ca, mà sao trong đây đéo có cái súng đâu vậy? Tao ba cái nhà kho này đéo có súng rồi nè. Ở trong cái gì nơi, ở trong cái gì nơi. Nghe tiếng chưa? Đây nè. Ma nó giết luôn rồi. Bắn đi bay, bắn đi bay. Nó lô rồi, nó lô rồi, nó lô rồi. Nó lô lắm rồi. Ủa, không ai luôn. Tao có cây ca lên, tao có cây ca lên. Trên lầu, trên đây nó đang canh nha. Đồ, thay giống trên lụ đạn quá. Nó chọn lụ đạn Vinh đó, tao cũng nụ. Mà hên. Lên lẹ, lên lẹ, từ từ, từ từ. Nó ở cái nhà trước mặt Vinh nha. Trên lầu hả? Trên lầu, trên lầu. Trên lầu á, trên lầu á. Một hàng à. Mày học bên kia lên, mày lập qua đầu, qua đầu bên kia lên. À, nó còn bắn tụi khác nữa, nó còn tụi khác nữa. Chọc ơi. Mà đi trước mày gặp á, đi trước mày gặp liền á. Nó đã là nó giết đi ngoài. Xong con. Xong con đi xong. Cứu Vinh, cứu Vinh đi, cứu Vinh đi. Không có cứu Vinh nữa. Đang dưới rồi. Ngoài nè, nó nhảy ra ngoài rồi. Nó nhảy ra ngoài rồi, nó nhảy ra ngoài rồi. Nhảy ra ngoài rồi. Cứu đi, nhảy ra ngoài rồi. Nó hết đạn rồi, nó mới chạy á. Tao không biết nữa. Hết đạn, nó bắn được chèo con Viên à. Nào, mọi người. Nó nhảy ra ngoài đâu rồi nè. Mấy cái bụi á. Nó bắn tao có Viên rồi, nó bắn tao có Viên. Đó, hết đạn rồi. Không, cuối cầu thang, cuối cầu thang, dưới chân Viên đó Viên. Đúng rồi, dưới chân qua trái Vinh, ngó qua trái nha Vinh. Qua trái. Trời ơi, đó qua phải nhà đội. Ngu ngu nè, ngu cái nè. Ngu nè. Thôi thôi thôi. Ừ, cầu thang đó đó. Cực. Đúng má chịu là chịu. Để đi, nó ngắm bắn thằng đó thì mày giết nó. Nó xuống đó kìa. Thôi được rồi. Vinh vừa nhìn qua trái cái thôi. Thôi đi, qua trái, không có này qua phải nha Vinh nè. Đừng có chối. Trái phải đéo phân biệt được. Chạy về đây tôi đưa súng cho. Vinh vừa nhảy xuống là nó rớt qua bên phải, quay qua trái rồi cái hôn đó đưa về đây. Nó chạy về đây tôi đưa súng cho mà bắn nè. Đậu. Nó bị bắn rồi, nó bị bắn rồi. Bụi ở ngoài á. Nó đang bọc đường chơi Linh nè. Tao knock out rồi mà chơi cái mẹ gì, chơi mày chứ chơi tao luôn rồi. Núp sau tao đi, núp sau tao cứu, có gì tao đỡ cho. À, tất cả là tại anh chịu. Tất cả tại anh Vinh. Thì kiểu bên trái giật ngó bên phải. Trước khi nhảy là thấy ngó bên phải rồi. Rớt xuống vẫn cứ tẹp ngó bên phải. Má lúc mình bị ăn hành thì mình sẽ ngồi đợi. Đồ má lúc bị tan hành tao. Vinh ơi, sau lưng có thằng Vinh ơi, giết nó Vinh ơi, chiêu, hai thằng chưa có súng rồi, giết nó đi chiêu. Chưa có súng đâu, lên đi, tao chạy trước thôi. Không nói tao, tao nghe thằng có súng, có súng. Tao kêu chưa có súng. Đó, nó chạy rồi, chiêu ơi, bỏ đi. Dần giáo. Cô ca rồi, biết chưa vậy? Cú ca có 2 thằng nha. Chiều canh rồi. Cú ca có thằng đang bắn à. Chết. Hồ lâu này nè. Hử? Giáo hả? Hồ lâu không? Đây. Cây đó không có hồ. Sau lưng mình còn không? Cú ca có rồi, tôi quay lại. Nào có đàn bẫy, có đàn bẫy hết rồi vậy bẫy. Có. Tao lấy nè, tao lấy nè, đâu. Lên. Chạy qua nhà nhỏ kìa.
Ê, nó kìa, nó trong cái... Cái... Ủa, nó vào. Còn hai nữa, còn hai nữa. Để tao lấy súng vô, để tao lấy súng vô. Má, thấy còn nó vào. Còn hai nữa, nãy nhảy đây hai thằng lận. Đây có một một này chịu. Đây, 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 đây. Chết luôn. Chiếc xe, chiếc xe, ở dưới chân đồi có chiếc xe, Nam, quay qua, xét lại đường. À, thấy rồi, thấy rồi. À, thấy rồi. Ê, Nam, dưới danh giáo kìa đó. Đang chạy ra ngoài đường kìa, hai thằng. Có chiếc xe đang chạy ra ngoài đường. Nó rồi, cái thằng chiếc xe bị tao nóng rồi. Có thằng chạy ra nữa. Một viên EG rồi. Nguyên một team luôn. Nó đang bị nhà trong khu xe bắn nữa. Cỡ đi. Giết một thằng. Ê, thằng nó bao nhiêu giữa xe, nhà giữa xung xe có người không? Giết thằng nó bao tao luôn á. Trời ơi, bắn gì chúng kìa. Dưới. Ê, rồi. À, hay rồi. Anh chạy xe Nam ơi. Kêu bò về đi vô ơi, bò rớt xuống dưới cứu tao đi, cứu tao đi. Cái thằng bắn chịu tao nóc ao rồi. Cái thằng bắn tao bị nóc ao rồi. Ủa nó ở đâu bắn tao rồi. Bên đây cái nhà kho, đang nhìn nhà kho. Không thấy được, nói tao xuống tao sợ bị không. Dưới lầu xe giữa có nha, dính tao. Ờ thấy rồi. Ủa nãy mày làm cái mét chết phải không Dinh? À tí rồi dạ. Hết đạn rồi. Nó dưới đây nè, nó bắn nè. Nó chạy, qua bên trái kìa, Dinh kìa. Phụ luôn nha. Viên đạn. Ở đâu vậy? Nó vô cái nhà chiếc xe ngoài cùng rồi. Một thằng á, cái thằng nó để làm cứu thằng Vinh. À hai thằng chạy. Hai thằng nó chạy ra ngoài đường. Xuống chưa ơi, đừng ở trên này nữa, xuống. Vinh ráng bò ra Vinh ơi. Rồi rồi, Vinh đang bò lại. Nó bắn tao hết rồi đó, đụ má, tao sợ bị hết sốc quá. Vinh thấy không Vinh? Đéo thấy. Trúng mà mình lô, nó có bơm máu gì hoài, chút tới lượt mình lút nó không còn đách gì. Ép được không? Bò tới rồi mày. Rồi mình nóc một thằng. Rồi ép đi. Thằng giữa lô lắm rồi. Rồi nóc hai thằng. Thôi tụi bay lên đi, tao lô rồi, tụi bay lên đi. Động nóc hai thằng á, vậy là dòng. Còn hạt. Ê đủ mát, cây xăng bắn. Ý, đéo ngờ. Cây xăng, dè qua đây, dè qua trái nữa, cây xăng. Qua trái, cây xăng. Chết hết rồi, đứng lên. Lút lại đi. Chết hết rồi. Cây xăng bắn. Cây xăng bắn. Cây xăng sau lưng mày má, lút đi, chạy tới lút đi chiêu. Tao thấy còn thằng mà. Cây xăng. Mày bắn đàng hoàng đi, nãy tao chết hai thằng. Đi móc này, Có cứu được Nam không? Được. Cứu rồi. Nam cánh phố đe chứ. Vinh không thấy nó đâu hết nha. Gây sang. Thấy chiếc xe xanh dương không? Thấy. Nó đó. Trên đầu nữa. Không, trên cầu. Cứu chiều. Đâu vậy? Má, còn hai thằng luôn á. Lùi bệnh. Bên trái kìa. Bắn nha. Bắn nha. Chơi nhanh lên, dí theo. Hay quá, bắn trúng lái rồi. Ủa. Nghe thôi. Hay rồi. Má, nó buông chuột, nó không biết làm gì luôn á mày. Ê, cái xe. Ê, cái đụng mê. Vãi lộ. Quay lút kia đi. Kia đâu? Nó cái xác kìa, qua trái, cái xác kìa. Ở dưới. Sau lưng kìa. Đụng má, xin tao chỉ nha. Đó, đúng rồi, quay trái. Má. Trái. Chết mạng nhảm xịt dễ sợ. Hết. Nó chạy qua đồi kia rồi, nó thấy xe nó quanh lại rồi, bắn không. Còn hàng gần đây nữa. Bên kia đồi. Bên kia đồi phải hai thằng nha, mấy thằng ơi. Cây NE 15. Ê, nào cái ếch của mình vậy? Cái ớt của bố mà. Trên đồi bắn hướng 75. Tại sao trên đồi hướng 60-75?
Má không ổn rồi. Ê trên kìa, nó thấy mình rồi. Mừng bịch ra. Sai nha, chứ đâu sai nha. Phải nhìn. Ném bơm. Ném cứu được rồi chưa? Rồi, ném bơm, ném bơm. Hai thằng bên trái. Ba thằng. Ủa lùng xin tao nó là tao ngoài đây dưới đây. Dính kéo hai này lại mà không được. Bên phải dính rồi, ba thằng á. Má thấy mẹ. Nhưng mà dây anh chỉ dữ. Ném đi, ném. Má sụp bánh xác rồi. Má đổ lên thằng nè. Đồ mới đầu tiên tôi nhìn thấy là cái mã tấu nghe nó ba. Gầm cái Tommy trước. Má xong heo rồi. Thấy má rồi. Lát quá. Ở đây trúng. Ủa nguyên gì đâu bán vậy? Bên này. Cái hàng bọn quần vàng á hả? À. Cứu mẹ Vinh, cứu mẹ Vinh, ở đây ba thằng lận. Dạ. Phía mặt mày cũng có luôn, thôi tập. Trời chết. Chạy vô con bên nơi núp gì vậy? Rồi rồi, tao đang cố, ở trước mặt mày một thằng nha, sau lưng mày hai thằng nha. Nam cho đó ba thằng. Bánh ai kêu mở đi. Chúng bánh Nam Vinh. Không biết nhưng mà chỗ Nam ba thằng. Nam một thằng Nam ơi. Lùi về tao cover cho Nam ơi. Máu không chịu. Không. Hết đạn luôn rồi. Tao lo sao lên cho mày đó. Nè, toán phát hết này đây, chỗ này nè. Đối diện container không? Đối diện không? Rồi rồi. À, thấy rồi, từ 300, container 300. Bên kia. Đi, nó đi rồi. Ê. Khác nữa. Tiết, nấp, tuổi. Ép vô luôn, Nam. Nãy nó lắp đó bên trái. Ờ, nhảy lên là thấy á. Qua AD hết rồi. Lên luôn dịch, lên luôn. Cái khe đó. Trái. Má này dịch chiều luôn, mất chạy. Tao cho 2 viên rồi mà. Nó đi rồi. Đi rồi. 2 thằng luôn, 2 thằng. Nhảy xuống. Ê, gần mình bắn, Mason bắn. Nhà trước mặt. Một thằng đầu xuống rồi. Trời đất ơi, đủ bắn lúc lúc ngồi xuống rồi. Nhà trước mặt nha. Một kêu nữa, đúng rồi, quăng cho nó cũng phạt. Luôn đi chứ ngại gì đó. Lắc hả? Đâu, lên. Trúng. Ta trúng. Ờ, hay là 350. Nó đông, đông đông vậy đó. Nó về chạy ngoài đường thấy không? À, nó cũng lào lắm rồi đó, mà nó không chết. Nha. Nó đau lắm luôn rồi. À đây nè. À dưới đầu hai thằng, dưới đầu hai thằng. Cốc cây hai thằng. Xong. Chết nó bắn mày lắm ơi, chết nó bắn. Không. Có thằng, hai cục đá. Này qua cứu thằng kia. Bỏ đi. Tụi xe bắn mày. Chết rồi. Kêu rồi, tao kêu đó rồi là đi tụi cái xe hay rồi. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh. Cái đụ ba tao đội súng lên đi. Mày đây. Bỏ mẹ cái đó đi nha. Đúng. Thôi chơi dính máu, chơi dính máu. Nè, nó rớt mình lại cái nè. Thôi dục đây, tao bắn cho. Dục cho là đây nè. Đưa cây đó đây. Má đau bụng rồi. Má nó như lầu. Mày nhìn cái tường nhà vệ sinh kìa. Mày nhìn cái tường nhà vệ sinh kìa. Ê, cho xin lại xíu đạn 5 cái. Có
cam rồi. Lên mày nhìn lại từ nhà vệ sinh của mày kìa lên. Vậy tao chụp đạn bắn đạn thêm rồi. Rồi thấy rồi. Ai mày kêu Vinh hay Linh? Vinh. Chính cái đầu kìa. Ủa cái chết rồi. Nó đang bắn nhau, cái thằng đó đang chạy về hướng tay phải á. Chạy qua tảng đá đi. Đồi có một bọn nam. Má nhiều gì lắm á, sợ kinh ngu quá. Giờ bò bên trái luôn cũng được, bên trái không ai rồi đó. Nó vô đi, nó vô cái tháp rồi. Lấy xe nó chạy vô kìa. Dinh nó đang nhìn mày rồi Dinh. Bắn. Bắn. Nào mà nhìn mày. Không phải trên nhà, trong nhà nè. Trái tí nè. Phải. Đó, đang công nhà, nó đang công nhà rồi, Chạy vô tảng đá, rồi. Vô bên. Lấy xe chạy rồi. Mấy ngoài có về cho nhớ đi. Nó qua mình. Thảo ơi. Chạy tới chỗ mini 14 thì thôi. Đồ cái dính chứ mà. Má. Bà 249. Đồ má lại một đầm luôn mày. Móc lên nè. Móc rồi, bên phải rồi. Nhà bắn ra. Ai đụ má cái xe. À. Nó móc bên phải rồi. Nó móc bên phải rồi, đụ má gần xin. Phải tao kệ. Nam ơi hướng 195 cái gốc cây trước mặt ngay sát Linh. Đây chạy lại sát Linh. Nhìn trước có hai thằng. Rồi hết rồi, hết người rồi. Thằng trước hai thằng, này thằng. Giết này là 5 tháng. Không, bên đây hai thằng nè. Bên đây hai thằng nè. Mày kệ nó chạy tới gốc cây bên phải kìa. Bên phải gốc cây phải đó, ngay cạnh luôn kìa. Đó, thấy không? Rồi, im đi. Hai thằng rồi, thấy chưa? Thấy rồi. Hai thằng. Cái gì vậy? Nó không bắn mà nó cái đạn. Nó tới gần ép. Còn hai, tới còn đúng hai thằng đó thôi, Chèo bơm. Bắn thằng trên cái gốc cây à. Nó cây đạn. Cái vơ rồi đó. Ai còn hàng ở trên. Góc. Bảng đá. Bố là giết luôn, nếu để Bo năm mươi chạy nó gốc cây lại nè. Từ từ. Ngoài bo luôn, xong sắp tới. Cho chứ bơm. Hết rồi. Thắng bại tại số trời vậy. Hết máu rồi. Nó cũng chạy ra mà. Dám luôn, đồ.